Vâng, cửa hàng âm thanh Xuân Tóc Đỏ xin được chào mừng các bác trong dịp năm mới 2020. Thì cái kho của em ngày hôm nay thực sự là nó đang khá là rời rạc luôn. Có nghĩa là em cũng chưa cho hàng về. Vì đầu xuân thì bên em cũng chưa hoạt động lại. Và em xin làm clip đây, xin thông báo cho toàn thể các bác. Đó là vào ngày mai, là vào ngày mùng 6 Tết. Ngày mùng 6 Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán các bác nhé. Ngày mai bên em sẽ khai xuân mở hàng đầu năm. Đấy. Để chào mừng coi như là dịp đầu năm thì bên em cũng xin thông báo cho các bác luôn. Đó là bên em sẽ khuyến mãi cho tất cả những ai mua những sản phẩm trong ngày mai sẽ được khuyến mãi. Thứ nhất là tất cả dòng loa. Đối với tất cả những dòng loa ở hiện tại cửa hàng bên em còn hàng thì các bác sẽ được giảm 500.000 đồng lì xì trong đầu năm. Tất cả sản phẩm loa, tất cả sản phẩm loa sẽ đều được giảm 500.000 đồng trên một sản phẩm các bác nhé. Đấy, cho nên mọi người nhớ là lưu ý giùm em và chúng ta sẽ có cơ hội đặt hàng. Tất cả những sản phẩm mà chỉ được mua ngày mai, còn những sản phẩm mua trước đó hoặc là sau ngày mai bên em sẽ không áp dụng chính sách này. Các bác vui lòng thông cảm giùm em và chúng ta cũng đừng thắc mắc là phải đòi tại sao tao mua trước không được, hôm nay lại được. Cái này cái gì ra cái đó các bác nhé. Đây là lì xì đầu năm. Và tất cả những sản phẩm loa sấp gì đó ngày mai bên em sẽ giảm 500.000 đồng trong một sản phẩm. Đấy. Còn đối với đẩy D.A.GOTIC PX2008 thì cái đẩy này bên em sẽ khuyến mãi cho mình ngày mai. Đó là hiện tại giá đang 6.2 khuyến mãi đúng không ạ? Ngày hôm nay và ngày mai bên em sẽ giảm cho các bác 300.000 đồng nữa. 300.000 đồng nữa, có nghĩa là xuống 5.900.000 đồng. 5.900.000 đồng cho một cái đẩy PX2008 chạy mạch class TD bảo hành 2 năm. Bác nhá, tuyệt vời hay luôn. Còn đối với con đẩy PX4008 là 4 kênh thì các bác cũng sẽ được giảm 500.000 đồng, cũng sẽ được giảm 500.000 đồng như sản phẩm loa. Đấy, đó là những cái ưu đãi. Còn đối với mic của D.A.GOTIC thì sẽ không được áp dụng chương trình khuyến mãi do hãng họ không đồng ý các bác nhá. Đó là bên em cũng xin thông báo mọi người luôn. Đây là con PX4008 đây. PX4008 4 kênh chạy mạch class TD bảo hành 2 năm chính hãng của D.A.GOTIC. Dòng này nó là một trong những con đẩy hay nhất trên thị trường rồi. Và rất được vui mừng khi được chào đón các bác đến với cửa hàng Xuân Tóc Đỏ trong dịp đầu năm này. Tất cả sản phẩm sẽ đều được ưu đãi. Và mọi người cùng cửa hàng bên em chúng ta cùng có những sản phẩm mới nhất. Còn đối với riêng kênh Xuân Tóc Đỏ, kênh thanh lý hàng thì ngày mai bên em sẽ có những mặt hàng thanh lý đầu năm sẽ lên sóng cho mọi người. Cho nên mọi người, những ai mà chưa đăng ký kênh mới của em, đó là kênh Xuân Tóc Đỏ, kênh thanh lý hàng, thì mọi người vui lòng cho em một nút đăng ký kênh để chúng ta cùng theo dõi luôn. Đó là kênh ngày mai bên em sẽ có những sản phẩm để thông báo mọi người. Đó là mọi người, em cũng sẽ đăng những video thanh lý đầu năm, cũng sẽ những sản phẩm rẻ tiền cho các bác nữa. Và rất hân hạnh được chào đón các bác trong năm mới. Và chúng ta cùng sát cánh bên nhau, cùng có những sản phẩm mới và những sản phẩm chất lượng nhất để chúng ta phục vụ nhau các bác nhé. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ.